Đúng rồi. Đỡ chứ. Này. Cái Synexi này 18 nữa có đề 6.2 á. Phải không? Đó, tôi còn nói 6.2 á. Cái net. Mẫu đó. Ờ. Đó, mẫu kia 18 người có gì? Mẫu kia đâu ta? Như con tới dắt gì? Ừ, dắt đó. Đâu ta? Kiếm nào có đề mà mình xăng màu trắng à. Có dắt thì vui đó. Vui vui hả? Mẫu đó hay mẫu kia? Mẫu thứ này. Đây nè, để nè. Đó, đó 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 kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Con ga, con ga, con ga 16 kìa. Vui vui đó con. Con này gì nè? Con nói gì vậy? À đúng rồi con này nè. Này nè anh. Kéo xuống rồi, kéo dạ, xuống. Dạ, dạ lên, dạ lên. Cái này có 18 nữa à. Có đề không? Có bo gì mà. Tôi cho con 13 nữa. Có 13, 18 nữa chứ vui đó con ơi. Còn một con, còn một con 18. Cái xe vô, cái xe vô. Nãy mới điện cho em không? Lấy dàn láp không? Dàn cầu á. Cậu nhà em có cậu mà ở nhà máy à. Nhà xài con máy em cậu nhà sửa nhẹ là được rồi đỡ tốn tiền à. Có đề đi đâu có nhiêu tiền con nói 6.2 đó con này 5.9 nè ôi 5.9 rồi đây nè 16 nữa 5.9 nè 16 nữa nó không có đúng rồi đó đem coi trong kho cái alo lại chắc để em coi vòng vòng có trong kho alo chắc nhiều quá rồi ok để em coi alo chắc có đề luôn có sạc luôn nha sạc nằm chổng luôn nha sạc luôn nó câu dây sẵn rồi mà ta anh câu sẵn cái cho nó rồi mà để thử cho nó luôn mà sao hổng vậy đi để câu lộn á à. Đây nè câu vô con này nó câu vô con này nè à con này mới đúng nè cái con này thì nhét vô đây nè đúng rồi để thử đề cho anh luôn chút xíu thử đề luôn lấy này không lấy này em thử đề em chưa lót rè nhiều anh là tính nó nhiêu thôi tính đến 55 rồi tính đến 53 đây có giờ sao Bạc Liêu phải không 53 trời ơi chạy là ngon chút nào đề nghe ghiền lắm thôi thử rồi thử chạy cho anh kinh dụng này em coi nó nặng ghê chứ anh ở nhà có lắp gì vậy lắp ngay hả lắp ngay à, lắp ngay được rồi về sửa lấy cái cua lẳng sao được rồi cua lẳng nó vừa lắc lư bình nhẹ lắm xe ông ta đầy được rồi nhỏ hả hai nhỏ được rồi. Có ông kia mua cái bình không trời? Mua luôn. Mua luôn bình 350 luôn. 18 nữa có đề Yokomoto Z. Có hàng nha. Mẫu này như chiếc này chiếc cuối cùng nè. Về bữa nó hàng mới về con ơi. Con này đánh xích đâu anh? Đánh xích nó ra gáp đề mà con nói với bà con là chưa từng xài được đề thì coi gáp nha. Rồi rồi, con chỉ rồi mà giờ đề. Đây nó gáp sẵn rồi con. Tuyệt đối là đừng mở ốc này nha, đừng mở cục su này nha, chỉ gắn nó vô đây thôi. Đây cũng nóng. Không chờ nó. Cổng mát là vô đây bất cứ vô lóc máy chỗ nào cổng dấu trừ á dấu trừ vô nền chân thì ok hơn dấu trừ khỏi đụng chạm tới máy này dấu trừ trong cọc bình á nghe cổng cũng âm á đây có màu kia luôn đây đúng màu kia luôn đây bắt điện có đúng màu á kia luôn đây luôn hay không? Đúng rồi, để nó chú cộng có được rồi, chú cộng là cọc bờ à, dương. Cái dạng dương bùa lo, giết cái chân chỗ lên trên đó. Lấy ta giúp cái giết bóp bóp. Cái này nghiêng nghiêng máy, nghiêng máy quá. Nghiêng máy, ừ. Chứ nói với anh em là chưa xài, từng xài rồi nha. Chú cộng là vô cái này nha bà con. Mở này ra dặn cọc bình, chú cộng vô hay cọc dương á. Cọc âm bất cứ chỗ nào cũng được. Cọc âm bất cứ chỗ nào gắn vô cũng được trong máy nếu mà có tiếp xúc kim loại. Gắn dây được không? Gắn dây này cho ta luôn. Gấp sẵn anh về nó có cục sạc nằm đây luôn nè. Bình 13 nhỏ xíu hỏi mua bình đây gửi là bình xe máy mình đó.
cơ bản luôn em ơi. Nhỏ nhỏ gọn còn hai đầu này. Chén khóc đẩy vô luôn được. Đúng dây đúng đầu cho nó tắt được hay không? Ê nó còn đường ra nữa đó. Bóp lên mình bóp lại. Anh em nào chưa biết xài đấu dây thì ở đây tao đấu sẵn cho xài luôn nha. Về đừng khỏi muốn đấu bậy mất công. Dễ lắm mà con, để nóng mà vô đây còn cổng âm, cổng cộng vô chỗ này nè. Cổng âm hay cổng trừ vô chỗ nào cũng được, miễn có kim loại là được. Máy lớn à. Có đồng số mã lắp trong máy luôn nè. Chưa mới đi. Xịn. Có hệ thống sạc bình trong đây mà con. Có hệ thống sạc bình luôn. Tất cả các máy lớn từ 13 ngửa trở lên là chỉ đổ 1 lít nhất nè con, 1000ml nha. Chỉ đổ đúng 1000ml nhất vô đây thôi. Không để ngay vậy là nhất, không tràn ra là ok. Máy từ 13 ngửa trở lên là đổ 1000ml, tức là 1 lít nhất á. Không đổ quá nha bà con. Còn máy dưới 9 ngửa trở lại đổ nhất ít thôi, khoảng 3 chỉ, ok. Ghê không? Mạnh lắm à? Câu đề như vậy nè bà con. Cổng âm này, cổng trừ để dưới, tắt máy chỗ nào cũng được, còn cổng nóng để đây nè. Đây sẵn là cái bấm đề là chạy thôi. Đề máy đi chứ. Bấm đề là chạy thôi. Chờ nó đổ nhớ test thử con coi. Anh cho anh giấy đi. Em ơi. Có giấy bấm. Đi chăm nhớ, đi chăm trước. Đây, anh ta chăm xăng nha. Nghiên cái bình vậy trước cho dễ chăm. Cái lược có tác dụng đó bà con, cái lược đó là lược chống nước đó bà con. Khi nước vô lỡ bà con có chăm nước vô là cái lược có giữ nước lại. Nếu mỗi lần chăm xăng là thấy lượt có nước đổ bỏ nha, lượt không phải để chơi đâu. Ngoài việc cạn bụi ra nó còn cạn nước rồi đó. Nước vô là đổ không chạy xuống dưới. Nhưng mà con chạy hồi đi sàn nó lọt dưới thôi, còn mới đổ vô nó không giờ lọt. Lượt có vừa cạn bụi vừa cạn nước á. Nước vô để lâu ngày làm xét đáy bình xăng rồi con. Chỉ có mỗi lần chăm nhớ chăm nước rồi chăm xăng kiểm tra coi chăm có nước động không. Rồi chuẩn bị chăm nhớt rồi bà con. Đây bữa nay chăm nhớt bà con, chỉ 1 lít nhớt thôi bà con. Từ 13 ngựa trở lên là chỉ 1 lít nhớt thôi nha. Đặc biệt bà con nên xài nhớt đúng tiêu chuẩn của máy xăng nha bà con. Không được xài nhớt ba tùm lum nha bà con. Đổ bền, máy Nhật máy Thái vẫn biết mà nhớt không tốt rồi chảy như không bà con. Đổ bền của máy quyết định cho nhớt nữa. Nếu bà con để ngay vậy nè, mà nhớt nó vừa chạc tới mí là ok nè. Để bằng nha bà con. Để châm thử 1 lít 1000ml thử coi. Alo. Đúng rồi anh. Xăng kìa. Còn máy xăng á anh? Máy xăng còn chứ, 9.3.6 với 3.2. Mới chắc trong thùng giống như không? Mấy? Không, mẫu Honda. Tăng lên mua kìa. Rồi. Mua trên mạng hả? Đúng rồi, đúng rồi. Chạy đã lắm. Hả? Chạy đã lắm. Đề luôn. Đề luôn. Chế đề luôn hả? Không có, con nó sẵn. Rồi, đó mình nghe từ từ coi. Lấy nắp kìa. Alo. Sức chăng anh ơi. Xài nhớt này đã lắm nè, nhớt nổ máy im cực kỳ luôn á. Rồi ok. Nhớ chăm đúng lít nha anh. Bà con nghiêng xuống bà con. Ừ, người phan cái dặn nắp.
rồi giờ tới luôn. Đâu đâu anh coi coi anh coi. Con nghiêng tới là xa nhớ nó vừa ra tại nhất mới con không thấy. Nó vừa ra tới mí là vừa rồi con. Nó vừa ra tới mí bằng nó ra tới mí là vừa rồi. Vậy bà con trước chạy xe máy mới vừa vừa nhìn là biết rồi. Nói là phải lên ga nha bà con. Lên ga, bẻ len này qua rồi em mở xăng. Trước khi chờ khởi động đóng len đây lại, cái nào chạy xong mở ra. Rồi, ghim này vô. Ghim cái chân nền đi. Rồi. Rồi, đè máy à. Đè máy à. Rồi, cái bấm đè chạy nha bà con. Vô cũng dây gì vậy? Rồi, dây xiết. Rồi, dính nha. Rồi. Ê, khoan, lộn bình không, lộn bình không? Đúng không? Không mới đổ kẹp á. Rồi, thử coi. À, không, không ăn bình. Bình có kẹp cục bự hả? Cục bự, bự quá. Rồi, thử coi. Vậy câu bình luôn hoàng anh á. À. Này để dành cho câu trên dàn sới. À. Sới này nè. Tắt trên tay cầm đó. À, cái này là tắt dành cho tắt trên dàn sới. À, mới đầu giật lên ga chút nóng len nha. À, nóng này xong biết này xài chưa? Nè, khi nào mới giật nóng là mở len qua ở đây này giật xong mở len lại vậy. Cho dễ. Rồi, ok. Ờ ừ, đúng, mở bài tới bãi luôn hả? Ờ ơi, chút xíu vô đầu nhắc rồi. Kìa kìa, mở bọc bỏ vô anh. Ôi, nguy hiểm quá. Má lực lắm á, có chơi đâu. Ờ, đẹp đã nè. Nhắc đại trọng gài lên cho nó an toàn. Ờ ơi, thử lấy ra, văng vô cái lũng đầu á. 18 ngựa có đề đâu mà con, 5 triệu mấy thôi. Rất ok.